Tesla nổi tiếng với việc giới thiệu ô tô và không thực hiện bất kỳ bản cập nhật quan trọng nào trong nhiều năm, nhưng đó không phải là trường hợp của dòng sản phẩm năm 2022 của họ. Cả Model 3, sản phẩm đầu vào của nhà sản xuất ô tô và là xe hạng sang bán chạy nhất trên thị trường, và mẫu xe phân khối đầu tiên, Model S, đều có những thay đổi đáng chú ý trong năm nay. Đối với Roadster vĩnh viễn sắp ra mắt, Elon đã trì hoãn nó một lần nữa. Đối với từng chi tiết nhỏ về sự khác biệt giữa Tesla Model S và Model 3 năm 2021 và 2022, cùng với những gì mong đợi từ Roadster, những gì chúng ta nghĩ 2022 Tesla Model 3 năm nay đánh dấu một cái gì đó của một cuộc làm mới giữa mô hình 3. Những thay đổi về ngoại thất rất tinh tế. Các điểm nhấn bên ngoài màu đen cho tay nắm cửa và viền cửa sổ, thiết kế bánh xe mới cho tất cả các mẫu xe và cốp điện. Bên trong, Tesla đang lắp đặt các chi tiết trang trí mới cho bệ cửa, tay nắm cửa, nút bấm cửa sổ và điều khiển ghế ngồi, cùng với bảng điều khiển trung tâm được sửa đổi với ổ cắm sạc không dây. Model 3 cũng mất hỗ trợ thắt lưng có thể điều chỉnh được. Ước tính phạm vi là khác nhau trong năm nay. Mẫu cơ sở 3 trước đây có tên là Standard Range Plus sẽ cung cấp 267 dặm, nhiều hơn 4 so với mẫu cũ. Tesla đang phục vụ 334 dặm cho Long Range, giảm từ 353 dặm do bánh xe phi tiêu chuẩn mới và 315 dặm cho hiệu suất giống như năm ngoái. Có gì mới 2022 Tesla Model 3 và 2 Model S? Chúng tôi khá ấn tượng với Model 3, đặc biệt là khi nó so sánh với các mẫu xe điện giá cả phải chăng khác như Nissan Leaf và Kia Niro EV. Ngay cả bên ngoài lĩnh vực xe điện, chúng tôi xếp hạng Model 3 ở đầu phân khúc. Bên cạnh những con số có sẵn vượt xa những chiếc xe có giá gấp đôi, Model 3 còn tự hào về khả năng xử lý cân bằng, tự tin và khả năng tăng tốc nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận thấy sự mâu thuẫn trong chức năng điều hướng tự động lái của Model 3 và nội thất có thể cảm thấy hơi quá tối giản. Ngay cả với những sai sót đó, chiếc xe sedan nhỏ bé của Tesla vẫn là một cỗ máy. Chúng ta nghĩ gì 2022 Tesla Model S? Tesla đã thậm chí quan trọng hơn thay đổi Model S. Năm nay mang đến sự xuất hiện của một mẫu xe đầu kéo mới, Model S Plaid. Chiếc xe đầu bảng mới của Tesla giới thiệu hệ thống truyền động 3 motor mới mang lại công suất tuyệt vời 1020 mã lực và mô men xoắn. Tesla cũng thiết kế lại nội thất với hệ thống thông tin giải trí mới, trang trí bằng gỗ và sợi carbon bổ sung, cùng màn hình cảm ứng mới cho hành khách phía sau. Có một thiết kế ghế mới cũng vậy. Và không thể bỏ lỡ tay lái phô trương, nhưng phải thừa nhận là tuyệt vời. Model S Long Range cũng đã được đổi tên đơn giản là Model S. Điều gì sẽ xảy ra 2022 Tesla Model S? Chúng tôi đã rất ấn tượng với Model S kể từ khi ra mắt vào năm 2012, đến lúc chúng tôi đặt tên là chiếc xe cuối cùng của năm cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Danh hiệu này đã thuộc về Tesla. Nó không chỉ nằm trong số những chiếc xe nhanh nhất mà chúng tôi từng thử nghiệm, nó có thể đi được hơn 400 dặm trong một lần sạc. Model S tăng tốc như một chiếc hypercar, lướt nhẹ nhàng giống như chiếc Rolls-Royce bậc nhất và chứa được nhiều hàng hơn một số mẫu SUV cỡ nhỏ. Chất lượng xây dựng không đạt tiêu chuẩn cao của các nhà sản xuất ô tô hạng sang của châu Âu và Nhật Bản, và cần có thời gian để làm quen với việc điều chỉnh mọi thứ thông qua màn hình cảm ứng. Mặc dù vậy, như một gói sản phẩm, Model S của Tesla đã vượt xa những khiếm khuyết của nó. 2022 ô tô Tesla, 2024 Tesla Roadster. Tesla đã dỡ bỏ lớp vỏ của Roadster thế hệ thứ hai trở lại vào năm 2017, và mặc dù Elon Musk thông báo rằng nó sẽ đến vào năm 2020, nhưng sự chậm trễ mới nhất có nghĩa là nó sẽ không sẵn sàng cho đến ít nhất là năm 2023.
Điều đó nói rằng nếu Tesla có thể thực hiện những lời hứa nó được thực hiện trên tiết lộ của Roadster, sự chờ đợi sẽ rất xứng đáng. Khi ra mắt, Tesla đã đưa ra những tuyên bố nghiêm túc về mẫu xe thể thao sắp ra mắt của mình. Các con số pin 200 kWh sẽ là công suất cao nhất trên thị trường. Không đến 60 dặm một giờ trong 1,9 giây, chiếc xe sản xuất nhanh nhất mọi thời đại, và phạm vi 620 dặm nhiều hơn kỷ lục hiện tại giữ Lucid Air. Những ngón tay vượt qua Tesla thực sự có thể kéo nó đi. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.